Hello, xin chào anh chị, lại là em Tâm đây. Em Tâm chuyên viên tư vấn bất động sản của team 179 Cánh Hò. Chào mừng quý anh chị đã đến với kênh YouTube Như Trang Nhà Đất của em. Hôm nay em đang ở tại thực địa ngay mặt tiền đường Hồng 1 của xã Diên Thọ thuộc thị trấn Khánh thuộc thị trấn Diên Khánh. Chính xác là ngay tại thôn Lễ Thạnh luôn anh chị. Hôm nay em muốn giới thiệu tới quý anh chị một lô đất cực kỳ đẹp nằm trên mặt tiền đường Hồng 1 luôn. Mặt tiền đường Hồng 1 này á, là hiện trạng là đường 8 m và sau quy hoạch mở rộng đường 12 m. Đây anh chị, đây là con đường nhựa phía sau lưng em, đây là hiện trạng là 8 m. Đặc biệt con đường này là kết nối từ quốc lộ 27 thông thẳng vào tỉnh lộ 2 của Diên Khánh. Đây con đường này. Hôm nay muốn giới thiệu tới quý anh chị một lô đất phía sau lưng em đây. Lô đất có tổng diện tích là 349 m vuông, ngang 15,8, có 120 m đất thổ cư, còn lại là đất trồng cây hàng năm. Đây. Rất là đẹp phía sau em. Thì từ vị trí lô đất này cách ra ngay đường quốc lộ 27C á, là chỉ tầm quốc lộ 27 là chỉ tầm khoảng 500 m thôi anh chị. Và cách vào đường tỉnh lộ 2 của Diên Khánh á, là tầm 800 m. Cách về ngay trung tâm thị trấn mới á, trung tâm hành chính mới của thị trấn Diên Khánh á, là tầm 8 km và về thẳng ngay trung tâm của thành phố Nha Trang mình là chỉ có 19 km đường ô tô thôi. Ra quốc lộ 27C và chạy thẳng về Võ Văn Giáp, về Nha Trang. Thì để anh chị hình dung rõ thêm lô đất này á, thì em sẽ đi từ ngoài đường quốc lộ 27 đi thẳng vào trong lô đất để anh chị xem. Đây anh chị, em đang ở hiện tại là ngay ngã ba của mặt tiền đường quốc lộ 27C đoạn thuộc xã Diên Thọ và mặt tiền đường Hồng 1. Thì từ vị trí này á, từ quốc lộ 27C mình sẽ cua vào lô đất mình là tầm 500 m thôi. Đây em sẽ mời anh chị đi cùng em vào nha. Bên đây là có một cái nhà yến. Đó, địa điểm mình để nhận biết mà từ quốc lộ 27C mình cua vào lô đất cho dễ anh chị. Để em nổ máy xe đã. Đây. Em sẽ chạy từ từ để anh chị xem thêm về đường xá như thế nào. Đường Hồng 1 này hiện tại là đường rộng 6 m và tương lai quy hoạch rộng 12 m đó anh chị. À, bên đây là có cái nhà vườn rất là đẹp. Xung quanh là cái view cánh đồng rất là thoáng mát. Anh chị nhìn xe về khu dân cư. Đường Hồng 1 này là đường quốc lộ 27C thông qua bên đường tỉnh lộ 2 anh chị. Từ ở ngoài đó mình vào lô đất mình chỉ tầm 500 m thôi. Em sẽ đi để anh chị xem 500 mét thì rất là gần, em nghĩ 2-3 phút xe máy là tới. Đó, xung quanh là có những cụm dân cư nè anh chị. Rồi, cua ngay khúc cua này tới vị trí đất mình rồi. Sau hàng cái ho màu vàng này là tới đất mình. Đây, trên căn nhà cấp 4 này là vị trí lô đất. Để em dựng xe qua bên đường quay cho anh chị xem thêm. Đây. Đây là vị trí của lô đất mình. Thì anh chị, đây là lô đất mà em muốn giới thiệu tới quý anh chị ngày hôm nay đây. Trên lô đất hiện tại là có một căn nhà cấp 4 cũ. Một căn nhà cấp 4 cũ. Từ cái hàng rào đây, từ hàng rào đây nha anh chị, mình đi qua bên phía bên đây. Qua bên cọc bê tông này. Đó, qua bên cọc bê tông này. Từ cọc bê tông này ngang qua tới hàng rào đây là 15,8 m, đó là mặt tiền đường của lô đất. Thì trên lô đất nhìn tổng quan qua thì anh chị thấy là đã có một cái nhà cấp 4 cũ. Một căn nhà cấp 4 cũ. Đặc biệt của lô đất này rất là đẹp, đối diện là view cánh đồng cho nên rất là thoáng mát nha anh chị nha. Đây, đây đối diện em là view cánh đồng đây. Hướng đất của mình là hướng Tây Bắc. Đối diện view cánh đồng cho nên là lô đất là thoáng mát, lấy được gió, hương gió đồng gió nội luôn. Đây rồi, để em đi ra phía sau cho anh chị xem. Lô đất này là đã được xung quanh là bao kè kiết hết. Hậu ngang mặt tiền là 15,8 m và nở hậu phía sau là 15,9 m mấy anh chị, nói chung là hơi nở hậu một tí. Đó, đối với lô đất này là mình có thể phân hai lô. Hoặc để làm một cái nhà vườn cũng rất là tuyệt vời. Với giá bán là đó, anh chị phía sau đây là cọc, đây là của lô đất này. Từ đây nè, mình ngang qua đây là 15,9 m nè anh chị. Đó, phía bên hông đất mình là có một cái mương nước. Mương nước này nó sẽ giúp cho cái đất của mình nó sẽ mát hơn, và cái hai là tránh xích vô bên đất của người ta. Còn phía sau đây là cánh đồng. Đây,
thì đây lô đất của mình anh chị. Anh chị thấy đây là một trụ điện nhân sinh đúng không ạ? Thì lô đất mình có một cái đường điện đi xéo. Đây, em sẽ ở đây em sẽ quay cho anh chị xem. Nó đi xéo như thế này nhưng cũng không có ảnh hưởng lắm đâu. Bởi vì đối với đất sẻ là khi mình là 349m sau quy hoạch vô là nó thụt vô đây cũng 23m nè anh chị à. Thụt mở đường vô 12m á, thì cái trụ điện mình sẽ sát mép của cái lô đất. Nó đi xéo như thế này cho nên thấu lui một khúc á thì không ảnh hưởng tới đất nhiều đâu nha anh chị. Đó, nó đi xéo như thế này, đi xéo ra ngoài đường kìa chứ không phải đi vô trong đất nhiều. Cho nên là cái trụ điện này nó không có đáng kể mấy đâu. Đó. Em quay để anh chị thấy. Đường hiện trạng là đường hồng 1 đây là đường nhựa 8m và sau quy hoạch mở rộng là 12m. Thẳng theo hướng tây của em đây là thẳng theo hướng này là mình đi vào đường tỉnh lộ 2. Ngay chợ rồi luôn á là chỉ tầm 800m. 800m là chạy xe ở 2 phút. Trong đây là thẳng vào là khu vực dân cư hết nha anh chị. Khu vực này dân cư ở rất là nhiều. Đó. Tại em quay hiện tại là em đang đứng đây lúc 1 giờ trưa em quay cho anh chị cho nên là nó cũng hơi đuối. Tí em sẽ có một cái clip bay là cam lên cao để anh chị nhìn tổng thể hơn về khu vực này. Thế đất này là phía sau là view cánh đồng, phía trước là view cánh đồng, phù hợp cho anh chị nào mua để nghỉ dưỡng thì rất là đẹp luôn. Đó, cái đường điện này anh chị nha, nó đi xéo ra ngoài nè, chứ nó không phải đi nằm ngang qua đất nè. Đó anh chị thấy không, nó đi xéo qua bên này. Đó, nó đi xéo qua thôi, cho nên là mình chỉ ảnh hưởng một xíu cái trụ điện chứ không có phải là nguyên cái đường dây điện nó nằm trên đất mình. Còn cái phần thừa khối này á, là sau này là quy hoạch mở rộng đường 12m rồi. Thì em trừ ra với lô đất này 349m2, em trừ quy hoạch đường mở rộng 12m là còn lại là 305m2 thôi. Với giá bán là 1 tỷ 150 triệu, em chia ra giá hiện tại là chỉ có là 3 triệu 7 cho 1m2, có 120 m thổ cư rồi, còn lại là đất trồng cây hàng năm. Đó, vẫn anh chị nào thích thì mình vẫn xin lên thêm thổ cư vẫn tiếp vẫn được. Đó. Điểm cộng của lô đất là rất là đẹp, nằm ngay mặt tiền đường nhựa 8m, sâu hạch 12m. Và đối diện lô đất mình là view cánh đồng, rất là thoáng mát. Và phía sau lô đất mình cũng là view cánh đồng luôn. Cho nên nhà này khi mà xây lên mà ở làm nhà vườn á, thì thoáng mát hai mặt trước sau rất là thông thoáng. Kết nối tiện ích là vào đây là 800m, vào ngay đường tỉnh lộ 2, là ngay chợ của xã Diên Thọ luôn. Ngay trung tâm ủy ban nhân xã luôn anh chị, là khu vực rất sầm uất. Thẳng vào đây là khu vực dân cư luôn á. Đó. Nãy giờ thì em cũng đã quay xung quanh và cũng đã đi từ ngoài đường cũng như là bay trên cao á, thì ít nhiều là anh chị cũng đã được hình dung được 80% về vẻ đẹp của lô đất mà em muốn giới thiệu tới quý anh chị ngày rồi hôm nay rồi đúng không ạ? Đó, với tổng diện tích là 349m2, khi quy hoạch mở đường 12m là mình sẽ còn lại là 305m2, với giá bán là 1 tỷ 150 triệu. Em chia ra hiện tại là giá chỉ có 3,7 triệu cho 1m2 thôi anh chị. Giá rất là phù hợp để anh chị đầu tư tiềm năng lâu dài. Cũng như anh chị biết á, thì một điều cơ bản nhất trong đầu tư bất động sản thì mặt tiền đường nhựa gần khu dân cư, tương lai mở rộng đường, và thứ tư sổ hồng đầy đủ thổ cư thì quá tuyệt vời luôn đúng không ạ? Với đối với lô đất này ngang 15,8m á, thì anh chị có thể là để mình làm một cái nhà vườn mini nhỏ nhỏ để về nghỉ dưỡng cũng được, vì đối diện là view cánh đồng rất là thoáng mát. Cái thứ hai nữa là anh chị có thể là đầu tư mình phân ra được hai lô, bởi vì đối với đất sẻ thì ngang 5 và 60m thổ cư
thì mình có thể là phân được một lô. Và ở đây là mình có lô đất này có 300, trừ quy hoạch là còn 305, đã có sẵn 120 thổ cư, thì đồng nghĩa là với anh chị có thể là phân thành được 2 lô. Còn nếu mà anh chị muốn phân 3 lô thì mình phải nâng thêm một ít thổ cư, phải tầm 60 mét nữa thì mới đủ điều kiện phân được 3 lô. Đó, với giá là 1 tỷ 150 triệu, rất phù hợp cho anh chị đầu tư tại đây. Giá vẫn còn bớt lọc ít cho anh chị nào thiện chí nữa. Đó, anh chị nào mà có quan tâm tới lô đất này á, thì hãy gọi cho Tâm với số điện thoại là 0899990339. Em Tâm xin mời anh chị đi xem đất thực tế và hỗ trợ tư vấn pháp lý nếu anh chị nào quan tâm tới lô đất này luôn ạ. Tâm biết ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi đoạn clip của Tâm. Tâm mến chúc quý anh chị luôn nhiều niềm vui, luôn nhiều sức khỏe và đặc biệt luôn thành công trong những thương vụ đầu tư của mình. Tâm yêu quý tất cả mọi người.